Cam ơi, ở đây nhìn này, nhà phao này Cam ơi. Ở kia còn có cả mấy cái treo qua dây này. Đi qua thử thách này, bánh xe khổng lồ này. Xong tiến tới ngọn tháp kìa. Thử thách này hay đấy. Nhưng mà trước khi xuống thì bọn mình phải mặc áo phao rồi đã. Cho em mặc áo phao rồi. Không, áo phao mà hồng quá to. Em mặc cái áo này nhỏ thì nó sẽ ôm được vào người em. Tén này, tén này, ok rồi đấy. Bây giờ bọn mình xuống thôi. Hôm nay anh với em Cam sẽ thực hiện một thử thách, đó là vượt nhà phao ở dưới nước. Thì chưa bao giờ em Cam đi cùng bộ. Em Cam sẽ là cái áo phao và một cái còi này. Khi nào mà Cam cảm thấy khó khăn thì Cam sẽ phải thổi còi lên, nhớ chưa em? Rồi bây giờ Cam bơi đến đây đi. Nào, here we go. Đây này, này. Cố lên nào, bơi thật nhanh lên, hôm qua anh dạy như nào. Xua tay như nào, xua tay nhào, đấy đúng rồi. Bơi mạnh lên đây nào. Rồi, bây giờ trèo lên đây. Bây giờ anh cũng sẽ trèo lên nhá. Anh dư rồi, Cam đi đi. Bây giờ sẽ là đi qua bánh xe khổng lồ. Đây này Cam ơi. Em Cam liệu có đi qua được không? Đi cẩn thận đấy, không là rơi xuống nước nha Cam nha. Thật là khó khăn các bạn ạ. Bởi vì nếu như mà không cẩn thận là sẽ bị rơi xuống nước luôn đấy. Lừa đi. Cam đi. Nè, o thật chắc chắn vào. Anh nhìn đi ngay sau em nha. Em là ngã ngã để nuôi lên đây. Cố lên nào, được chưa? Rồi, bây giờ tới lượt anh cũng phải bỏ. Rồi, bơm lên. Tiếp tục nào Cam ơi. Nhanh nào, thật nhanh. Rồi, lần này là mình sẽ phải đi. Mình sẽ thực hiện cách đi khó hơn. Đi qua một cái cầu này. Rất là khó khăn luôn. Rồi, ôi, cuối cùng đã lên được vào rồi. Nào, Cam đứng dậy. Nhảy thật mạnh lên. Đúng rồi. Quá dễ luôn. Nhưng mà nó cũng trong chành lắm các cậu ơi. Anh nhảy kiểu gì đây? Cái này nó trơn quá. Tiếp đến là phần thi phải leo qua mấy cái cống cống này này. Ui ui, nó lún quá Cam ơi. Kiểu năng nâng anh nhá. Đúng đấy, em Cam không cần phải trèo đâu, chỉ cần đi qua người anh nhím thôi. Giống như một cây cầu vậy. Nhưng mà cẩn thận trượt chân là té ngã đó nha. Cảm nặng thế. Đi lên lên. Không phải không chịu được đâu. Nhanh lên em Cam. Nhanh lên. Phần thi sắp kết thúc rồi. Chắc nào đâu anh nhìn này. Ai hiểu ui Cam đi qua mọi người. Cộng hết cả rồi. Cam được chưa? Cam sang được chưa? Bây giờ đến được anh. Cái nhà phao này khó đi đấy. Tiếp tục nào. Bây giờ anh em mình sẽ vượt qua cái trụ này. Đi sang bên này đi. Bám vào đây. Rồi, ok. Bọn tớ sắp vượt qua rồi. Rồi, em đi hẳn ra giữa xong là trượt xuống nhá. Đúng rồi đấy, nữa đi, thêm một tí nữa đi. Rồi, quay người xong trượt xuống, đi trượt cầu trượt đấy. Cố lên, em Cam, cố lên. Rồi, em Cam trượt xuống đi. Tránh ra nào, đến được anh nào. Anh sẽ ngồi đây, anh trượt xuống. Tiếp tục, bây giờ mình sẽ phải đi qua một cái vòng tròn này đi thôi. Đây là một cái trụ rất to nhưng mà không có chỗ nào để bám cả. Bây giờ bọn mình phải đi men men trong này thôi. Em mở cuộc rồi. Ôi bỏ cuộc sớm thế Cam. Bây giờ phải đứng dậy hoàn thành thử thách chứ. Cố lên, anh đi ngay sau đây này. Qua cái cầu này thôi là hai cậu sẽ giành chiến thắng đó. Ui lại còn quả chướng ngại vật này nữa này. Cẩn thận nha. Hả?
Đúng rồi các cậu ơi, sao cái cây cầu này nó đang đi nó lại bị hở nhỉ? Cam ơi, nhảy thật mạnh qua đi. Nào, nhảy qua. Ui, đồi đồi. Cam cũng bảo nhảy qua cơ mà. Tôi em ở qua ở đây thôi. Sáng nay nào quá đủ em rồi. Bây giờ em Cam phải tự bơi vào bờ đi, anh đi đây. Here we go. Sao chân thế? Chỗ này khó qua, không thể đi qua được. Ui, rồi em vừa chắc thế nào? Cũng như em thôi. Bây giờ mình phải bám vào cái dây này để vào bờ các cậu ơi. Em bám vào dây rồi. Đi thôi nhìn em. Bây giờ không có em Cam, tớ sẽ vượt cái thử thách này một mình. Đây, trèo lên chứ là thử thách. Vượt nhà phao đúng không? Không thể trèo được. Hình như là lối vào ở bên trong. Cái nhà phao này sẽ dành cho các bạn lớn tuổi hơn. Đây rồi, đây rồi. Đi lên bên này này. Úi dồi, úi dồi. Bên này này. Ôm vào đây, đây như cửa là một chiếc vòng số 8 ấy. Tiếp đến này, mình sẽ trơn là chết đây. Đấy, cái này là cái gì đây? Một cái nhà. Nhưng mà ở dưới nó rỗng. À, qua được rồi. Bị tung rồi. Cái cục này. Ôi, sao nó lại lún thế này? Cái này khó quá cậu ơi. Kéo lên này, kéo. Ui, cuối cùng cũng lên được rồi. Nửa vòng rồi, bây giờ chỉ còn quay lại nữa thôi. Bây giờ chỉ còn quay lại nữa là cậu đã hoàn thành rồi. Làm sao biết đi mời? Tớ bị rơi xuống nước rồi. Ui, cái này trông tưởng đơn giản mà khó ơi là khó các cậu ơi. Có bạn nào đã được đi cái trò này chưa các cậu ơi? Đây là trò gì vậy? Trò này là trò sắc răng du ra. Du ra hồ bơi đấy. Rồi ở dưới dây ấy nó sẽ có một cái chặn lại, mình không thể đi được nữa mà mình chỉ nhảy xuống hồ bơi. Cam ơi, em có dáng chơi với anh cái này không? Ui, cái này em không chơi được đâu. Cứ ra đi, sợ gì? Không, em sợ rồi đó. Được rồi, thế thì anh sẽ ra chơi một mình vậy. Bây giờ các cậu hãy xem tớ chạy ra kia chơi đây này. Các bạn ơi, nhìn bạn nhím kìa. Bạn đang mặc phao bơi và chuẩn bị sẵn sàng tham gia trò chơi rồi. Ngồi ghê ghê đấy các cậu ơi. Chúng mình sẽ phải trượt dây một đoạn đường khá là dài đấy. Bây giờ tớ sắp sửa trượt đây. Bạn có hai cái này. Chạy này. A few moments later. Ôi ơi, bơi xong đi là đói quá rồi. Cam ơi, ra đây anh cho xem đồ ăn này, thích ăn cái gì cũng được luôn. Cái gì đây? Cái gì đây nữa? Wow. Còn cả đây nữa này. Ngon chưa? Wow, con là bánh kẹo ngon rồi. Kẹo dẻo chip chip nữa này. Hoa quả. Ui, cả sô-cô-la chảy nữa cơ. Bên này còn có cả hạt cốm, hạt đường. Bây giờ anh lấy một cục sô-cô-la đen đen nâu nâu rồi nha. Wow, anh lấy cả bên này luôn này. Được rồi, đây. Tìm cái nào có nhiều hạt đường này. Bên này nữa. Em thích ăn sô-cô-la. Đây, một miếng sô-cô-la hình vuông này. Con ăn bánh quy không? Lấy một cái nữa lên. Cả bánh bánh quy nâu nâu nữa này. Đây rồi, đồ của em Cam đây. Wow, em cảm ơn. Wow. Ôi quá, ăn miếng hình vuông này chưa đầy. Tuyệt vời luôn. Chị còn phát hiện ra có cái bánh này cực kỳ ngon đây này. Anh ý vừa nãy quên không mang cho em Cam Cam à. Xiên một cái xiên vào này. Xiên thật nhiều kẹo sốt vào cái xiên này nha. Bing bing bing.
tạo thành một chiếc xiên kẹo xốp màu sắc thật là đẹp luôn. Bên đây còn có rất nhiều kẹo chip chip gấu nè, màu sắc xanh đỏ tím vàng rất nhiều luôn. Cho ra đĩa để cho em Cam thưởng thức nha. Gắp một gắp này. Ăn nhiều bánh kẹo rồi thì chúng mình phải chuyển sang ăn cả hoa quả nữa, để cho không bị nhiệt mồm em Cam ạ. Bây giờ em Cam thích dưới nước sốt không? Em có, em có. Nước sốt sô-cô-la thơm ngon béo vậy. Phủ thêm một lớp hạt cốm và lớp sô-cô-la màu nâu, màu vàng này nữa. Here we go. Vậy là đã hoàn thành xong một đĩa ăn cho em Cam rồi. Ta-da! Đồ ăn của em Cam tới rồi đây. Mời xong mà có đĩa bánh kẹo hoa quả như thế này thì ăn ngon hết sảy luôn. Chị Trang làm đồ ăn đẹp quá. Ngon thật đấy. Ăn thử miếng kẹo xốp nè. Bên trong là nhân hoa quả đó em Cam ạ. Nhưng mà phải cẩn thận đấy, đừng quay cái đầu nhọn nha Cam nha. Ấy, sao em Cam ăn kiểu đấy? Cái quay nhọn vào không ăn được đâu. Mình phải ăn ngay.